Rồi thì bây giờ mình sẽ làm cái giảm số lượng thôi các bạn. Ở đây thì giảm và tăng số lượng ha, increase và decrease số lượng các bạn. Ở đây thì các bạn sẽ cho mình là một cái hàm y chang vậy, public task bán ra ha. Ở đây thì mình sẽ cho là hàm đó là hàm screen giảm số lượng ha. Rồi dựa vào ID để giảm số lượng luôn. Rồi sau đó là mình sẽ cho là return trả về direct to action change index, có nghĩa là change index của cái change code đó các bạn ha. Rồi bây giờ là mình sẽ là list item model. Bạn copy cho mình cái dòng này đi các bạn. Rồi ok, ở đây không có tạo ra mới nữa ha. Rồi đây đây là cái JSON ha, một cái mảng JSON mà mình cần lấy. Rồi sau đó là tại vì mình có cái mảng JSON mà mình tạo ra rồi ha, sau đó là mình sẽ là card item model à. Sẽ lấy ra là card where điều kiện là gì các bạn. Điều kiện là mình sẽ lấy ra là sơ chấm product id bằng như các bạn, bằng id có nghĩa là mình sẽ lấy ra trong một cái mảng nhỏ hàng của mình đó, mình sẽ lấy ra cái sản phẩm bằng id mà mình cần như các bạn. Mình cần down số lượng nó xuống ha, mình cần giảm số lượng. Sau đó là nếu mà cái card item nè cái số lượng ha mà lớn hơn một, có nghĩa là số lượng lớn hơn một các bạn, thì mình sẽ trừ trừ card item chấm gì các bạn, chấm qua cực kỳ ha, mình sẽ giảm số lượng nó xuống. Còn không thôi là gì các bạn, nếu mà lớn hơn một, còn không lớn hơn một có nghĩa là bằng một hoặc là gì các bạn, hoặc là nhỏ hơn một đúng không, hoặc là nhỏ hơn một thì mình sẽ là card về một. Ô xóa các bạn, xóa tất cả sản phẩm, xóa cái sản phẩm đó các bạn, thì mốt ô rồi anh đi bằng các bạn, bằng đi rồi là xóa luôn cái sản phẩm đó các bạn ha. Nếu mà gì các bạn, nếu mà cái cò có nghĩa là cái section giỏ hàng các bạn mà bằng không không ha, là mình sẽ thiết lập lại một cái section giỏ hàng mới là set JSON card, copy này vô. Rồi sau đó là gì, set hàm set JSON mà mình đã làm rồi các bạn, set JSON card các bạn ha. Rồi ok, dữ liệu là card nè ha. Nếu mà cao mình không có nghĩa là không có tồn tại cái list danh sách card section card giỏ hàng ha, là không. Còn không thôi là gì các bạn, mình mất cái này là, cái này là không nè, cái này là có tồn tại nè ha, thì mình set lại. Còn không thôi rồi mình sẽ remove luôn ha, có nghĩa là section ở trong PHP có nghĩa là section unset đó bạn ha, unset section card ha, unset section card. Rồi bây giờ mình thử ha các bạn, mình sẽ log lại, đang bị lỗi gì đây, if else expected à. Rồi ok, này mình thiếu ha các bạn, xóa lộn. Rồi mình review lại các bạn ha, để chạy lại coi sao. Mình sẽ add 3-4 lần đi các bạn ha. Rồi ở đây là call, đây một trừ giảm là các bạn ha, giảm xuống đây. Rồi thì cũng tương tự với cái thằng
cộng thôi các bạn. Cộng thì các bạn sẽ cái hàm là hàm in-squeeze, hàm là hàm in-squeeze đúng không các bạn? Rồi sau đó là mình sẽ copy nguyên cái public này, ha. Ra in-screen là tăng ha các bạn. Các bạn có thể là để tiếng Việt cũng được ha. In-screen tăng số lượng. Nếu mà số lượng lớn hơn một thì mình sẽ là cộng cộng ha, cộng cộng quantity. Rồi bây giờ các bạn sẽ cộng cộng ha, các bạn sẽ bị rehot reload lại ha, review lại thử mình lít vào cộng các bạn. Đây nè các bạn, nó tăng lên ha. Rồi thì bây giờ mình sẽ làm cái hàm remote. Hàm remote là cái đây, remote kèm ID ha, sẽ xóa thôi các copy dòng này screenshot. Rồi remove thì các bạn sẽ cho mình là list card. Rồi mình lấy ra danh sách của session code ha, copy xuống y chang luôn danh sách sự của session code. Sau đó là mình sẽ là chấm code, chấm gì các bạn, có tất cả chỗ vào cái đi ha, bằng này đi. Rồi nếu mà có chấm cao bằng không thì mình sẽ remote card xóa cả đi ha. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là cái sản phẩm cuối cùng mà mình xóa thì nó làm cho cái nếu ví dụ như mình chỉ còn một sản phẩm trong cửa hàng đi thì mình xóa sản phẩm đó thì nó chỉ là mình sẽ cái card của mình nó giống đúng không, nó không còn sản phẩm nào cả thì mình sẽ xóa luôn cái session card đúng không. Còn không thôi thì gì các bạn, còn không thôi là mình sẽ set lại session ha, set lại session có nghĩa là năm sản phẩm mà mình xóa đi một sản phẩm thì còn bốn sản phẩm ha, thì mình sẽ set lại bốn sản phẩm đó, session của bốn sản phẩm đó ha, sau đó mình chỉ trở về cái trang đấy thôi. Rồi rồi còn một cái nữa là cái hàm tiếp theo là cái hàm clear đúng không, clear có nghĩa là xóa hết các bạn, clear có nghĩa là clear giỏ hàng các bạn ha. Clear giỏ hàng thì các bạn chỉ việc remote card thôi ha. Rồi quay trở về trang index. Rồi ok, sau đó là mình chỉ việc là chạy lại thôi các bạn. Chạy lại ha. Add nè. Add nè. Add nè ha. Rồi. Bây giờ là mình vào cái trang code nè ha. Giảm số lượng. Ok, giảm số lượng, cộng số lượng. Cộng số lượng coi. Ồ, cộng số lượng mà sao nó tự nhiên nó mất ta? Remote. Mình test lại ha các bạn. Nếu mà cộng số lượng, nếu mà card item số lượng bằng một cộng, cộng nó tăng nè các bạn ha. Rồi bây giờ mình sản phẩm vào card cộng cộng số lượng nó tự nhiên nó mất các bạn. Bây giờ mình sẽ test thử cái remote ha. Ok, remote số lượng là thành công nè các bạn. Clear card. Bây giờ mình sẽ cho một cái nút clear card các bạn. Thử lại clear card ha. Còn cái cộng số lượng thì mình sẽ check lại sau ha. Rồi, một TD nằm dưới grand total các bạn. Ở đây mình sẽ copy lại cái remote đi ha. Paste ở đây. Clear. Rồi, hàm của nó là hàm clear đúng không?
Liên card rồi hot reload lại. Item. Item. Ừ. Các bạn sẽ cho mình là mô đồ. À, cái hàm clear này thì mình sẽ không cần cái ID product ID ha bạn, để clear toàn bộ mà xóa toàn bộ cho hàng thì mình không cần phải tới cái ID in ID làm gì ha. Rồi sẽ reload lại. Rồi, clear nè các bạn ha. Đích mình nó clear, xóa hết ha. Rồi, coi như là nó xóa hết giỏ hàng các bạn. À, ở cái phần tăng số lượng các bạn sẽ ở cái card item nè, các bạn check xem là cái số lượng nó lớn hơn hoặc bằng một các bạn ha. Ví dụ như các bạn để lớn hơn một á thì nó sẽ hiểu là ví dụ như mình đầu tiên sản phẩm mình thêm vào là cái số lượng nó mặc định là bằng một, đúng không, mặc định là bằng một, thì nếu mà nó không check được là nó hiểu là cái sản phẩm này có số lượng bằng một, nó không lớn hơn một thì nó sẽ mặc định nó sẽ chạy tới cái dòng này ha, nó sẽ remove cái sản phẩm dựa vào cái product ID bây giờ là lớn hơn hoặc bằng một các bạn ha, chỉ cần là lớn hơn hoặc bằng một thôi, có một số lượng thôi thì nó sẽ tự động mà nó sẽ thực hiện cái việc tăng, đúng không. Là bây giờ mình sẽ lót lại nè, bây giờ các bạn click lại cho mình ha, đó nó sẽ tự tăng ha các bạn. Đó.